Giới thiệu mọi người một cơ hội kinh doanh rất là tuyệt vời của tập đoàn Olyline. Và chúng ta sẽ phải nghiên cứu một cái công việc này rất là chi tiết, cũng như là để mọi người có một cái góc nhìn rất là tốt, để chúng ta có thể nhìn thấy rằng là đây nó có phải cơ hội của các bạn hay không. Và cái tiêu chí nào giúp cho bạn lựa chọn cái công việc này? Đầu tiên chúng ta làm ăn kinh doanh, đúng không ạ? Thì cần phải thuê mặt bằng hay không? Khó bãi hay không? Hay là có cần phải trả công cho nhân viên hay không? Điều đó rất là quan trọng. Hàng ngày chấm công hay bắt ép không? Đúng không ạ? Rồi chúng ta nếu mà có đi làm thì có ngày làm thì mấy tiếng, chúng ta có chịu được hay không? Tiếp theo cái công việc đó thì có cần bằng cấp hay không? Trình độ cao hay không? Đó. Ở bên ngoài kia thì mọi người biết rằng là chúng ta phải cần được cái năng lực cũng như trình độ để sao có thể phát triển được. Và không phải ai cũng làm được điều đó, đúng không ạ? Hay là các chi phí về quảng cáo có tốn kém hay không? Thì từ đó chúng ta mới lựa chọn một cái công việc kinh doanh để làm sao nó phù hợp nhất để chúng ta có thể là kinh doanh thành công được. Và mọi người biết rằng là chúng ta có rất nhiều cách để tạo ra các thu nhập. Chúng ta có nguồn thu nhập gọi tắt, đó là thu nhập chủ động và thu nhập thụ động. Vậy thì một người bình thường nhất và là cái người mà chiếm đa số trong cái hình thức tạo ra thu nhập, đó chính là đi làm thuê, làm công, đúng không ạ? Họ chiếm đến 80% cái gọi là dân số rồi. Và sau khi đó là mọi người làm thì mọi người thấy rằng là áp lực quá, đúng không ạ? Thì mọi người thường hay lựa chọn theo cái xu hướng đó là mọi người đi làm chủ, gọi làm tư. Hoặc là chúng ta cao cấp hơn thì chúng ta có thể làm chủ lớn hơn, ví như là chủ quán cà phê, quán ăn hay là một cái gì đó, đúng không ạ? Và làm công thì mọi người biết rằng là chúng ta sẽ phải làm việc là một ngày ít nhất là 8 tiếng, có thể thậm chí còn làm việc tăng ca, đúng không ạ? Thời gian nghỉ thì rất là ít và đồng lương thì rất là ít ỏi. Làm tư thì mọi người biết rằng là khi chúng ta làm công mà chúng ta có một cái nguồn thu nhập rồi chẳng hạn, thì mọi người thường thường có cái xu hướng đó là chúng ta làm tư. Nhưng mọi người biết rằng là để làm được tư thì không phải ai cũng làm được. Và cái rủi ro nó sẽ rất là cao, đúng không ạ? Và thường thường là cái tỷ lệ thành công nó chỉ có vài chục phần trăm thôi, chứ không phải ai cũng thành công được. Và thường thường những cái người giàu họ sẽ tạo ra thu nhập bằng cách đó là họ làm chủ. Họ làm chủ một cái hệ thống kinh doanh, vậy làm chủ về một cái nhà máy sản xuất trên 500 người chẳng hạn. Hay là những chủ tập đoàn lớn. Ví như bây giờ thì họ có những cái hình thức ví như là thương mại điện tử, đúng không ạ? Thì họ cũng phải tạo ra con người, ví như là họ thuê người live stream này, họ thuê 500, 1.000 người live stream một cái sản phẩm nào đó, đúng không ạ? Rồi họ làm chủ, họ làm business, họ làm marketing rất là tốt, thì họ mới tạo được thu nhập thụ động được. Nói chung là để kinh doanh tạo được thu nhập thụ động thì thắng tóm tắt lại mọi người sẽ phải có ít nhất từ 500 người làm việc dưới mình trở lên, đúng không ạ? Hai cách nữa chúng ta có thể là nhượng quyền kinh doanh một số cái thương hiệu để chúng ta có thể là làm chủ được và cũng tạo ra thu nhập thụ động được. Thứ tư là hình thức đầu tư. Hình thức đầu tư ở đây thì Thắng muốn nói đến về hình thức đầu tư chính thống như cả nhà nhé. Đó, tại vì đầu tư nó là cái kênh sinh ra lợi nhuận rất là tốt. Vậy như là mọi người có tiền, mọi người phải nên nhớ rằng khi chúng ta đầu tư, khi chúng ta đã có được cái nguồn thu nhập ổn định hoặc là dư giả rồi, chúng ta dành 10-20% ra để chúng ta đầu tư, đúng không ạ? Hoặc là những nhà đầu tư chuyên nghiệp, vậy như là Warren Buffett, thì họ sử dụng đầu tư tiền để ra tiền bằng cách đó là họ mua bất động sản rồi họ cho thuê, hoặc là họ mua cổ phần, cổ phiếu của doanh nghiệp và họ nhận cổ tức chẳng hạn. Thì đó là cái cách mà tạo ra cái thu nhập thụ động. Đó. Những cái người mà để mà từ làm công và làm tư mà họ chuyển sang được làm chủ hoặc là sang kênh đầu tư ấy, thì họ sẽ phải mất một thời gian rất dài để tích lũy tài sản để họ trở thành những cái người mà họ tạo ra được nguồn thu nhập thụ động. Đó. Thì nó còn liên quan đến vốn, rồi kiến thức, kinh nghiệm, rồi độ rủi ro nó rất là cao, nên chúng ta cũng phải là nghiên cứu thật kỹ. Và Thắng vừa giới thiệu cho mọi người đó là bốn cái nhóm người mà hiện giờ đang tạo ra thu nhập. Và đây là một cái bí mật của người giàu trên thế giới mà họ thường không chia sẻ cho bất cứ một ai, đó chính là lãi kép. Mọi người hình dung là nếu như chúng ta đi làm công và làm tư thì chúng ta hình dung như chúng ta là cấp số cộng thôi. Chúng ta làm thì chúng ta được hưởng, còn không làm chúng ta sẽ không được hưởng, đó gọi là cấp số cộng. Nhưng khi chúng ta dùng tiền để chúng ta làm việc, hoặc là dùng sức con người, hoặc dùng sức của hệ thống ấy, thì nó sẽ là tạo thành cấp số nhân. Mặc dù mới đầu thì nó rất là nhỏ, đúng không ạ? Nhưng nó càng ngày càng lớn lên thì cái thu nhập của chúng ta sẽ dần tăng lên theo thời gian. Đó chính là cái lãi kép. Nó là một bí mật của những người giàu và mọi người có thể áp dụng được. Và tháng hôm nay sẽ chia sẻ cho mọi người một cái có thể giúp cho mọi người tạo ra được thu nhập thụ động từ cái việc chúng ta đam mê và truyền cảm hứng cái lối sống lành mạnh cho người khác. Và nếu mà anh chị
mà có cái đam mê mà muốn chia sẻ và lan tỏa cái cảm hứng sống lành mạnh cho nhiều người á, thì đây là một cơ hội rất là tốt. Và chúng ta có thể xây dựng một cái doanh nghiệp của chính mình về lĩnh vực về sức khỏe. Đó. Ở đây với hệ thống của Olyline thì có 5 cái không, đó là không cần phí thành viên. Thứ hai là không cần vốn lớn. Thứ ba là không có giới hạn thời gian. Thứ tư là không cần ôm hàng. Thứ năm là không có áp lực doanh số. Và đây chúng ta không phải đóng một bất cứ một khoản phí nào. Chúng ta ở đây chúng ta chỉ mua một sản phẩm, chúng ta trải nghiệm, chúng ta vẫn có thể thành công được. Và đây không giới hạn thời gian, mọi người có thể là làm 1 ngày, 5 ngày, 10 ngày, 1 năm, 2 năm, 10 năm, tùy mọi người. Và đây chúng ta cũng không cần phải ôm hàng. Một số mô hình mọi người biết rằng là cứ nói là không ôm hàng, nhưng mọi người biết rằng chạy target rất là kinh khủng, đúng không ạ? Và cái việc đó là chúng ta có được lợi nhuận bao nhiêu thì chúng ta lại ôm hàng hết bấy nhiêu, thì tính ra chúng ta lại gì ạ? Rất là áp lực về cái việc đó, chúng ta phải ôm hàng. Thứ hai là hàng tháng chúng ta không phải bị áp lực là hàng tháng này chúng ta phải năng động hay không, rồi chúng ta có tiền để năng động hay không, đúng không ạ? Và chính cái tình trạng này đã dẫn đến cái việc là chúng ta bị rời bỏ cuộc chơi rất là sớm. Và đây là 5 cái mà hệ thống của chúng ta rất là bền vững và mãi mãi. Và đây Thắng sẽ tóm tắt cái chính sách trả thưởng cho mọi người là chúng ta có thể là mua 1 máy hoặc 2 máy hoặc 6 máy. Chúng ta được cộng dồn tùy mọi người. Và từ đó chúng ta tính ra một cái điểm PV. Và từ điểm PV này chúng ta sẽ có những phần thưởng như sau. Chúng ta được tặng voucher cho người mua và người kết nối. Và thưởng kết nối, thưởng cân tầng, thưởng cân cặp. Và mắc thu nhập của cân cặp thì nó sẽ theo gói đầu vào. Thu nhập trên thu nhập của tuyến trên, cái này rất là hay. Và thu nhập trên thu nhập của tuyến dưới. Và đây là cái chính sách rất là ưu việt của hệ thống. Đầu tiên thì mọi người sẽ hiểu rõ là cái việc đó là chúng ta mà giới thiệu một người vào đây mua máy thì bản thân chúng ta cũng sẽ được tặng cứ tương đương một máy là 375 đô. Còn cái người mà gì ạ, cái người nào mà đăng ký vào trong thành viên thì cũng được 375 đô. Nghĩa là tổng một máy xuất ra chúng ta sẽ được voucher là 750 đô cho người giới thiệu và người mua máy đăng ký vào ID. Chúng ta có thể sử dụng mua ở trên sàn thương mại điện tử của công ty có hàng nghìn mặt hàng. Thứ hai là chúng ta thưởng kết nối trực tiếp. Ở đây thì chúng ta mua một máy hay là nhiều máy thì nó giống nhau thôi. Chúng ta cứ kết nối người vào đây người mua hàng thì chúng ta sẽ được 10% PV. Ví dụ như chúng ta mua một máy, chúng ta giới thiệu một máy chúng ta sẽ được là 75 đô. Chúng ta giới thiệu được hai máy chúng ta sẽ được 150 đô. Mà chúng ta giới thiệu được 6 máy thì chúng ta được 450 đô. Cứ như vậy chúng ta nhân lên thôi ạ. Tiền thưởng số 3 đó là tiền thưởng cân tầng. Và cái này á, nó là một cái thu nhập rất là tốt cho rất nhiều người, anh chị em nào mà muốn phát triển hệ thống đấy. Chúng ta sẽ nhận về 50% PV. Ví dụ chúng ta giới thiệu được một người, đúng không ạ? Chúng ta đặt ở bên nhánh A, một người là bên nhánh B. Thì chúng ta sẽ được cân một cái gọi là cân tầng này là được 375 đô. Và tiếp theo chỉ cần có một người bên trái và một người bên phải, bên dưới cái tầng đó thôi. Thì chúng ta cũng được 375 đô. Cứ như vậy, cứ một tầng. Cái người đầu tiên bên trái và bên phải chúng ta đều được 375 đô. Và cái này nó sẽ được hưởng N tầng. Có nghĩa là mãi 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 liên tục đấy cả nhà. Và như vậy thì chúng ta chỉ tính ra là nếu như chúng ta chỉ có 3 cái cặp ở bên trái và bên phải thôi. Thì chúng ta nhân 375 đô nhân với 3 tầng là chúng ta sẽ được là 25.875.000. Đó, cứ tầng là chúng ta nhân lên là như vậy thôi ạ. Và đây có một số lưu ý là chúng ta được hưởng vô cùng và không giới hạn thu nhập và bảo lưu doanh số mãi mãi. Có nghĩa anh chị ở đây nếu chúng ta phát triển một nhánh rất là lớn rồi mà chúng ta chưa có nhận được hết thì đừng có lo lắng. Chúng ta đằng nào cũng sẽ nhận được thôi ạ. Thứ hai là tiền thưởng cân cặp. Thưởng cân cặp chúng ta sẽ được hưởng từ 11 đến 13% PV. Tùy theo cái gói đầu vào cộng dồn. Khi chúng ta mua một máy, chúng ta cộng dồn lên một máy nữa chúng ta sẽ là ở mức là P4, chúng ta sẽ được 12%. Và chúng ta mua đủ cộng dồn khi nào đủ 6 máy thì chúng ta sẽ được 13% PV. Ở đây á thì cái người ở tầng thứ tư ở bên trái và bên phải như này, cái người số 1 số 3 này thì chúng ta vẫn được là cân tầng là được 375 đô. Nhưng xuất hiện một người khác ở tầng thứ tư, cứ xuất hiện một người bên trái và một người bên phải thôi là chúng ta sẽ được là 82,5 đô. Và cứ như vậy, một người ở bên dưới tầng thứ 5 là số 6, người thứ 5 ở bên phải ở tầng là số 7, thì người này chúng ta sẽ được gọi là cân tầng. Và cứ ở bên cạnh những cái người mà ở cái tầng thứ 5 này, cứ xuất hiện ra là người số 5, số 8 này chúng ta sẽ được là 82,5 đô. Và cứ như vậy thôi, ở tầng tiếp theo cũng như vậy là 11, số 11 và số 13 sẽ được cân tầng. Và các người khác thì chúng ta sẽ cứ nhân là 82,5 đô là các nhánh khác, đúng không ạ? Thưởng cân cặp này á, chứ chúng ta sẽ được hưởng từ tầng thứ 4 và được vô cùng nhóm lớn, được bảo lưu mãi mãi.
chúng ta có bao nhiêu cặp chúng ta nhân lên thôi là chúng ta sẽ tính được ra số tiền thu nhập của mình. Cái này chúng ta cũng được gì ạ? Hưởng đến N tầng và cứ như vậy chúng ta hưởng tiền thôi cả nhà. Tiếp theo là tiền thưởng coaching bonus là thu nhập trên thu nhập của những người chúng ta giới thiệu ra đấy ạ. Chứ là chúng ta giới thiệu ra những người trực tiếp mà tạo ra thu nhập được 100 triệu thì chúng ta sẽ thu nhập được 10% là được 10 triệu. Chúng ta tổng các F2 thu nhập được 500 triệu. F2 là người được F1 giới thiệu thì chúng ta sẽ được hưởng 5% là 25 triệu. Nếu tổng thu nhập của F3 là 1 tỷ mà nhân 5% chúng ta sẽ được 50 triệu. Và cứ như vậy tầng 4, tầng 5, tầng 6 chúng ta đều được hưởng 5%. Tổng chi ra cho hệ thống của chúng ta từ F1 đến F6, 1 tỷ là sẽ được là 350 triệu chia đều cho từ F1 đến F6. Tiếp theo là tiền thưởng team bonus. Cái này thì chúng ta sẽ được thưởng 5% thu nhập từ tuyến trên. Có nghĩa là cái người bên trên là cái người A này có thu nhập 100 triệu. Thì chỉ có cái người bên dưới là bên trái và bên phải này là người B và người C này sẽ được hưởng 5% thu nhập của cái người A này. Cứ mặc định như vậy, khi người A có tiền là người B và người C đều được tiền. Vậy nên là nếu chúng ta mà có được hai cái người B, người C này đứng cạnh một cái người làm tốt thôi thì chúng ta sẽ nhận được về là gì ạ? Với cái gói một máy chúng ta sẽ nhận về được là 3.000 đô, mắc 3.000 đô. Với cái gói hai máy chúng ta sẽ nhận mắc về 6.000 đô. Với cái gói 6 máy chúng ta nhận mắc về là 18.000 đô. Và đây chỉ tính duy nhất cái gói đầu vào đầu tiên, không được cộng dồn, tích lũy. Đấy, cả nhà phải lưu ý cái điều đó nhé, cả nhà nhé. Tiếp theo công ty sẽ chia ra 5% cổ tức toàn cầu chia lại cho những người đạt từ 1 star code trở lên. 1 star code thì đơn giản thôi, chúng ta có 14 máy nhóm nhỏ. Chúng ta sẽ nhận một phần cổ tức. Một phần cổ tức thì chúng ta sẽ tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến cuối năm. Đấy, và công ty sẽ thông báo là một phần cổ tức được bao nhiêu thì chúng ta sẽ được nhận phần này. 2 star code chúng ta nhận 2 phần cổ tức. 3 star code chúng ta nhận được 4 phần. 4 star code chúng ta nhận được 10 phần cổ tức. Và từ 5 star code chúng ta sẽ nhận về 20 phần cổ tức và các phần quà rất là trị giá. Rồi mức cao hơn đó là Cloud President. Nó là 13.333 máy, tương đương với 10 triệu PV, chúng ta sẽ nhận được 40 phần thưởng. 40 phần chia cộng với thưởng. Và phần cao nhất là Royal Cloud President là 66.666 máy, tương đương với 5 triệu PV. 50 triệu PV này chúng ta sẽ được share là 60 cái cổ phần và cộng với thưởng rất là lớn. Và ở đây chúng ta chỉ hiểu rằng là cái nhóm nhỏ là cái nhóm mà chúng ta phát triển đấy, là người của mình cộng với cả những người khác họ giới thiệu ra thì đều được tổng là 14 máy. Là chúng ta có thể nhận được phần cổ tức này cả nhà nhé. Đây là một phần chia cổ tức có thể nói là dễ nhất. Dễ nhất đấy cả nhà. Nó rất là dễ đạt thôi. Chúng ta có thể hoàn thành trong vòng 10, 20, 30 ngày thôi cả nhà. Chỉ làm tốt là chúng ta có thể làm được. Một số các điểm lưu ý là chúng ta tiền thưởng sẽ được tính vào hàng ngày và trả vào 9 giờ ngày hôm sau. Mỗi tháng thì nếu mà mọi người muốn rút ra thì có thể rút ra vào ngày 15 và ngày 30. Và chúng ta có thể thanh khoản trong nội bộ nó sẽ nhanh hơn. Người được giới thiệu đầu tiên sẽ đặt ở bên trái. Phần thưởng thì sẽ được chia thành 80 tiền mặt và 20% điểm tái mua hàng. Nếu như chúng ta thu nhập về 100 triệu thì công ty sẽ mặc định là trích 20% đấy ra vào trong cái phần ví tái mua hàng để chúng ta tái mua hàng. Còn 80% chúng ta có thể rút ra bằng tiền mặt. Tùy mọi người, hoặc mọi người có thể đăng ký tái gói cho khách hàng. Vị trí là một chìa khóa rất là quan trọng. Nếu như chúng ta lựa chọn ngay thời điểm khi chúng ta nghe thấy cơ hội này thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái người khác họ liên tục họ phát triển, họ giới thiệu ra đấy, thì những người đó sẽ đặt ở bên dưới mình thì rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Nếu chúng ta để sau thì chúng ta sẽ có cái cơ hội là gì ạ? Không nhận được cái danh số đó. Và thời gian thì không chờ một ai cả, hệ thống vẫn liên tục phát triển. Dù không có mình thì hệ thống họ vẫn phát triển thôi. Thay vào đó là chúng ta mua một sản phẩm hoặc là ba sản phẩm để chúng ta có thể là dùng cho bản thân, gia đình mình, và sau đó chúng ta lan tỏa và phát triển, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Lựa chọn thì luôn quan trọng hơn nỗ lực, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta lựa chọn đúng thì chúng ta sẽ cần nỗ lực rất là ít thôi, chúng ta có thể thành công được. Đó, nên là cả nhà, đây là một cơ hội rất là tốt để cho cả nhà bứt phá cơ hội kinh doanh cùng với cả là Online. Chúc các bạn thành công. Nếu anh chị em nào có thắc mắc thì hãy để lại comment cũng như là có thể liên hệ trực tiếp với video này. Thắng sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn.